Vâng, sẵn đây khi ông nói vậy tôi có mở ngoặc để hỏi thêm cái điều này. Nếu trong cái tương lai gần mà có cái điều đó diễn ra nhưng họ chỉ nói chuyện, đối thoại với những người khác, cụ thể là ông Vũ Đức Khanh đi, nhưng mà không có đối thoại nói chuyện với ông Nguyễn Hữu Chánh, thì ông nghĩ sao? Ông có ngại cái e ngại cái điều đó hay không? Không, về phần của tôi thì thưa anh, tôi không có trách nhiệm để đối thoại gì cả, bởi vì tôi đã bàn giao rồi. Nếu có đối thoại thì đối thoại những anh em lãnh đạo trong liên minh. Về phần của tôi kể như xong rồi thưa anh, tôi đã có một cái hướng đi riêng của tôi trong đời sống, trong cái lập trường cũng như là trên cái con đường mà tôi dấn thân. Tôi cũng có nhiều vấn đề để làm chứ không phải chỉ có nằm trong cái bộ phận của liên minh. Cho nên vấn đề đối thoại không phải là đối với cá nhân tôi thưa anh, đối thoại đối với cái tập thể của Liên minh Dân tộc Việt Nam, và Liên minh Dân tộc Việt Nam một cái tập thể có nhiều cái hội đồng, có nhiều người, có nhiều anh em, họ sẽ là một cái cơ quan quyết định vấn đề này thưa anh. Chứ còn cá nhân tôi thì hôm nay tôi đến đây và anh mời phỏng vấn thì tôi nói lên cái quan điểm cá nhân, cái góc nhìn cá nhân, cái suy nghĩ cá nhân của tôi về tình hình đất nước Việt Nam, về vấn đề thống nhất dân tộc trong và ngoài nước, về tình hình cộng đồng của chúng ta hải ngoại có những cái xào xáo như vậy thì ý kiến của tôi như thế nào, thì tôi chỉ đóng góp phát biểu trên cái suy nghĩ cá nhân và cái nhìn cá nhân mà thôi thưa anh, chứ không phải là thay mặt cho tổ chức để mà có một cái quyết định nào đó như là một chính sách